Chúng ta tạo ra một cái project mới. Slide 3. Trong slide 3 này, thầy sẽ ví dụ cho các bạn list và set. Như vậy ở đây list, hôm trước thầy có đề cập là list và người ta khai báo là được khởi tạo từ array list. Ha. Thì cái array list nó là kế thừa từ list, cho nên là có thể mình khai báo được như vậy. Tính đa hình mình có thể khai báo được thế. Set và hash set. Như vậy ở đây chúng ta sẽ khai báo hai cái list và set, và chúng ta test thử là hai cái này nó có gì khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới là list và set. Và chúng ta khai báo hàm main trong này luôn để chúng ta test luôn. Chúng ta test trực tiếp trong cái class này thì chúng ta sẽ khai báo hàm main. Và trong hàm main này thì sẽ khai báo một cái list. Các bạn cần control space list. Khoan. Có một vấn đề chút xíu chỗ này. Cái chữ list mà thầy khai báo ở phía trên đó các bạn, nó bị dính vô cái chữ là list. Nó trùng với lại cái tên của một cái class. Cho nên chỗ này thầy đổi lại tí xíu là demo để cho nó khác. Như vậy khi mà chúng ta đổi ở đây thì các bạn sẽ bấm vô đây, các bạn chọn là rename file để cho nó đổi bên kia luôn. Rồi, ok. Control space đổi list set, lưu lại cái coi. List. Rồi, như vậy khi các bạn đã đổi cái class rồi thì các bạn gõ chữ list, các bạn nhấn control space, nó sẽ gợi ý cho mình là mình sẽ sử dụng cái collection list ha, nó dễ. Và khi mà các bạn nhấn control space thì nó sẽ import cho mình luôn. Còn nếu các bạn tự gõ thì các bạn phải gõ thêm cái phần import này vào. Nếu mà không import thì nó sẽ không chạy được, bởi vì nó không hiểu được cái list. Và list ở đây chúng ta sẽ ghi là cái biến. Ở ví dụ này người ta để là list luôn ha. Như vậy chúng ta sẽ tạo biến list bằng new array list. New array list. Cái array list của chúng ta, các bạn có thể là không cần phải khai báo biến, hoặc là bạn có thể khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó. Ở đây nếu như các bạn không khai báo kiểu thì các bạn add kiểu gì cũng được. Còn nếu mà các bạn khai báo kiểu ở đây là integer thì các bạn chỉ có thể add vào là integer thôi, chứ không được add kiểu khác, tùy theo cách các bạn khai báo. Như vậy array list ở đây, nếu các bạn đã khai báo là bên kia là integer thì bên này nó cũng cho phép các bạn khai báo integer, hoặc các bạn không khai báo thì nó vẫn lấy kiểu ở phía trước. Đó là cái cách của Java nó sẽ quan tâm. Và mình sẽ có một cái set. Set mình khai báo cho set ở đây cũng là integer luôn. Integer, và nó có cái tên biến là set bằng new hash set. Cái hash set và array list là hai cái này, cái cách khai báo nó giống nhau, kiểu dữ liệu, và cái này là biểu tượng của list, của danh sách. Mình đã có một cái list và một cái set. Bây giờ mình lấy là list phương thức của chúng ta, bởi vì nó là array list thì nó có phương thức add thêm vào. Bây giờ mình thêm số 1, đúng không nào? Bây giờ tương tự chúng ta sẽ thêm số 2, thêm tiếp
số 3. Bây giờ đối với lại cái list này, cái số 2 này thầy thêm 2 lần. Số 3 này thầy thêm 3 lần. Như vậy sau khi mình thêm có tổng cộng là 6. 6 thành phần ở bên trong. Và chúng ta sẽ sử dụng đến system out list.toString. Nó có cái phương thức viết sẵn của collection list. Như vậy mình sẽ system out, mình lấy cái chỗ này là list 2 chấm, mình cộng với cái list của mình. List của mình chấm là toString. Rồi. Đơn giản không? Chạy run file. Đây, list của mình 1 2 2. 2 thì add 2 lần. 3 add 3 lần. Được không? 3 lần. Như vậy nó ra tổng cộng là 6. 6 thành phần ở bên trong list của mình. Bây giờ tương tự như vậy, thầy sẽ copy lại cái đoạn này. Copy nguyên cái đoạn này luôn. Tại sao thầy copy mà thầy không gõ lại? Để thầy đảm bảo với các bạn rằng đoạn code hoàn toàn giống nhau. Và chỗ này thầy sẽ thay bằng set. Thay bằng set. Và ở đây chúng ta đổi thành set. Được chưa nào? Và set chúng ta cũng add chừng đây thành phần vào. Cũng 6 đối tượng. Được không? Và chúng ta không, thầy không đổi cùng lúc, thầy đang copy dán ra thôi, thầy chưa tính đến chuyện đổi cùng lúc. Run. Như vậy các bạn thấy là bây giờ đối với lại list và set của mình, list và set của mình, được không? Cái list ở trên là nó in ra 6 thành phần, cái set ở dưới nó in ra 3 thành phần. Hôm trước mình nói là gì? Lý do là đối tượng của chúng ta mà add 2 lần thì sao? Nó chỉ lấy 1 thôi. Trong trường hợp này, giả sử cái số 3 này thì đưa lên trên. 3 đưa lên trên. Rồi mới đến 1 đến 2. Chạy lại. Chuyện gì ta? Nó làm sao? Nó làm sao nào? Nó làm sao? Ví dụ như chỗ này thì đưa hai cái lên trên thôi. 33 1 22 3. Vậy set nó làm sao? Tự động sắp xếp. Thứ nhất là nó loại bỏ các thành phần trùng nhau. Thứ hai là nó tự động sắp xếp các đối tượng của chúng ta tăng dần. Đó là cái đặc tính của set. Thì chúng ta có thể tận dụng những cái thuộc tính đó để chúng ta giải quyết một số bài toán. Một số bài toán. Ví dụ bài toán nè, các bạn có thể giúp thầy làm bài toán này. Nhập vào một dãy các số nguyên, hoặc là nhập vào một số nguyên, nhập vào một số nguyên có n chữ số. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Mình sẽ kiểm tra có kiểm tra nhập vào một số nguyên A
có n chữ số. Mình kiểm tra số A được tạo từ những chữ những số nào. Ví dụ mình xem một số A của mình. Đó. Như vậy mình xem thử là cái số A này được tạo từ những số nào. Vậy số A của chúng ta sẽ được tạo từ những số nào đây? 3, 4, 5, 6, 8, 9. Đúng không nào? Và số 3 không lặp lại, nhưng số 6 1 lần, 2 lần, 3 lần. Số 5 1 lần, 2 lần, 3 lần. Số 4. Đó, như vậy thì các bạn thấy là mình xem thử là tạo ra từ những số nào. Các bạn có thể làm được bài này không? Thử xem nào. Bạn nào làm xong báo thầy lấy điểm cộng. Không có quá khó nha. Mình làm sao để mình tách được các số này ra? À, nếu mình không tu screen mà mình lấy nguyên từ số mà mình muốn tách ra thì làm sao? À, rồi. Tiếp nữa là. Rồi sao nữa? Tiếp nữa. Em chia số dư, em chỉ lấy được một số cuối cùng thôi. Rồi tiếp nữa. Chia số dư em mới lấy được số 4 à. Chia, lấy. Ừ, đó, rồi ok. Như vậy thì các bạn chia dư và chia nguyên liên tiếp cho đến khi hết thì thôi. Và các bạn lấy được cái số đó, các bạn bỏ vào list hay set. Bỏ vào list hay set nào. Set. Thì mình sẽ có được là những con số để tạo nên cái số A này của mình. Được không nào?